Sách tinh gọn, những con đường tơ lụa, một lịch sử mới về thế giới. Đơn vị thực hiện NNT Studio. Quyển sách này nói về điều gì? Những con đường tơ lụa xuất bản năm 2015 là một tác phẩm lịch sử toàn diện được tác giả Peter Frankopan viết ra với mục đích kể về mạng lưới thương mại đã tạo nên hình hài thế giới ngày nay. Mạng lưới này bắt nguồn từ Ba Tư cổ đại và sau đó được mở rộng liên kết với các tuyến đường giao thương của Trung Quốc, tạo thành một hệ thống thương mại lớn kết nối phương Đông và phương Tây. Tuy nhiên, những con đường tơ lụa này không chỉ đơn thuần là những di sản của quá khứ. Chúng thay đổi và biến chuyển theo thời gian. Tác động của chúng vẫn còn hiện hữu cho tới ngày nay, kể từ lần Mỹ can thiệp vào khu vực là cái nôi của thương mại quốc tế. Quyển sách này dành cho ai? Những nhà kinh tế học đang nghiên cứu sự tương đồng giữa lịch sử và kinh tế. Những ai hay theo dõi các sự kiện quốc tế. Bất kỳ ai muốn tìm hiểu về lịch sử thương mại. Về tác giả, Peter Frankopan là giám đốc trung tâm nghiên cứu Byzantine tại Oxford. Ông từng giảng dạy tại nhiều trường đại học danh tiếng như Cambridge, Yale, Harvard, Princeton và NYU. Ngoài những con đường tơ lụa, ông còn là tác giả của The First Crusade, The Call from the East, tạm dịch, cuộc thập tự chinh thứ nhất, tiếng gọi từ phương Đông, xuất bản năm 2012. Nội dung của podcast được trích dẫn từ ứng dụng sách tinh gọn do NNT Studio phát triển. Nếu yêu thích và muốn nghe nhiều hơn, bạn có thể tải ứng dụng sách tinh gọn trên App Store hoặc là CH Play để ủng hộ team nhé. Khám phá hành trình lịch sử hùng tráng của con đường tơ lụa. Lịch sử thế giới là một chủ đề rộng lớn. Khi thảo luận về một chủ đề phức tạp như vậy, chúng ta cần có những phương pháp sắp xếp và tìm hiểu hợp lý. Một số nhà sử học cố gắng tiếp cận lịch sử như một cuộc phiêu lưu. Trong đó, họ tập trung vào các vị vua, chính trị gia và những nhân vật nổi bật khác. Con người lại biến nó thành một trang sử thi và xoay quanh những sự kiện quan trọng. Tuy nhiên, lịch sử không hẳn là như vậy. Con người, kể cả những vị hoàng đế vĩ đại, cũng chỉ là những mảnh ghép nhỏ trong bức tranh lịch sử nhập nhằng và bao la. Vậy điều gì mới thực sự quan trọng? Theo quan điểm của nhóm vận động tranh cử của Bill Clinton, thì đó chính là nền kinh tế. Mạng lưới thương mại được hình thành từ thời Lưỡng Hà cổ đại đã không ngừng biến đổi, thích nghi và mở rộng trong thế giới luôn không ngừng chuyển động. Ở giai đoạn đỉnh cao nhất, mạng lưới này được gọi là con đường tơ lụa, nơi mà Marco Polo đã đi qua trong chuyến hành trình từ Ý đến Trung Quốc. Con đường này đã gắn kết thế giới lại với nhau khi mọi người từ cả phương Đông lẫn phương Tây cùng nhau giao thương dọc theo những tuyến đường huyết mạch. Nhưng con đường tơ lụa không chỉ là một hiện tượng lịch sử độc lập, nó đã được bổ sung và tiếp diễn qua nhiều thời đại. Vậy nên, sẽ đúng hơn nếu chúng ta nên nhìn nhận nó như một danh từ số nhiều, những con đường tơ lụa. Như Frankopan đã minh họa rõ ràng trong câu chuyện của mình, lịch sử thế giới có thể được kể như một câu chuyện về thương mại. Theo quan điểm của ông, ai kiểm soát những con đường tơ lụa cũng là người kiểm soát thế giới. Trong tóm tắt này, bạn sẽ tìm hiểu xuất xứ của từ nô lệ, tại sao đại dịch cái chết đen không thảm khốc như bạn nghĩ, và thỏa thuận thương mại nào đã dẫn đến sự sụp đổ của các vị vua Ba Tư. Chương 1. Trong thời cổ đại, hàng hóa và ý tưởng đã luân chuyển giữa Đông và Tây, tạo nên những con đường tơ lụa. Cách đây hàng ngàn năm, có một vùng đất rộng lớn được bao quanh bởi sông Euphrates và Tigris, được gọi là vùng Lưỡng Hà. Khu vực này bao phủ hầu hết Iraq hiện nay và một phần của các quốc gia lân cận. Lưỡng Hà được coi là cái nôi của nền văn minh phương Tây, nơi mà các thị trấn, thành phố, vương quốc và đế chế đầu tiên xuất hiện. Trong số các đế quốc này, Ba Tư là đế chế vĩ đại nhất. Vào khoảng thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, Ba Tư bao gồm Ai Cập và Hy Lạp ở phía Tây và trải dài đến dãy Himalaya ở phía Đông. Đế chế này được xây dựng dựa trên thương mại giữa các thành phố, nhờ vào mạng lưới đường bộ nối liền Địa Trung Hải với trung tâm của châu Á. Những con đường này là một thành tựu đáng kinh ngạc. Sau đó, chúng đã trở thành một phần của con đường tơ lụa, mạng lưới các tuyến đường nổi tiếng liên kết Trung Quốc với phương Tây. Dưới thời nhà Hán,
từ năm 206 trước Công nguyên đến 220 sau Công nguyên, Trung Quốc bắt đầu mở rộng tầm ảnh hưởng của mình. Họ bành trướng biên giới về phía Bắc và phía Tây, chạm đến thảo nguyên Á Âu và những cánh đồng cỏ bao la nằm ở khu vực phía Nam nước Nga hiện nay. Quá trình mở rộng này đã kết nối các tuyến đường thương mại của Ba Tư với mạng lưới đường bộ của Trung Quốc. Thảo Nguyên là một vùng đất hoang dã. Người Trung Quốc đã tìm cách duy trì hòa bình tại khu vực này bằng cách giao thương với những người du mục. Gạo, rượu và dệt may là những mặt hàng được ưa chuộng, nhưng lụa mới là thứ được thèm muốn nhất. Thời đó, lụa là biểu tượng của sự giàu có, sang trọng và quyền lực. Nó thậm chí còn được giao dịch giống như tiền. Khi thương mại mở rộng, lụa cũng trở nên nổi tiếng như một mặt hàng xa xỉ ở phương Tây. Đến giữa thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên, khi đế chế La Mã thống trị Địa Trung Hải, danh tiếng của lụa ngày càng được khẳng định. Nhưng không chỉ có hàng hóa lưu chuyển giữa Đông và Tây, những tuyến đường này còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ các ý tưởng. Ý tưởng quan trọng nhất có lẽ là tôn giáo. Các giáo phái địa phương ngày càng hòa trộn vào các hệ thống tín ngưỡng đã tồn tại, tạo ra một kho ý tưởng phong phú liên quan đến thần thánh. Ví dụ, đền thờ các vị thần của người Hy Lạp hướng về phía Đông, trong khi tư tưởng Phật giáo được truyền từ miền Bắc Ấn Độ đến Trung Quốc và phần còn lại của châu Á. Trên thực tế, những mạng lưới này giải thích phần nào lý do tại sao Cơ Đốc giáo lại có thể lan truyền nhanh chóng từ nguồn gốc khiêm tốn ở Palestine qua Địa Trung Hải và lan khắp châu Á. Chương 2. Khi thế giới Hồi giáo mới kiểm soát con đường tơ lụa, của cải và kiến thức đã chảy đi khắp thế giới. Trong những thế kỷ đầu của thiên niên kỷ thứ nhất sau Công nguyên, rìa phía đông của đế chế La Mã, sau này thuộc đế quốc Byzantine, đã trở thành vùng đất tranh chấp kịch liệt. Cả hai đế quốc này đã tiến hành những cuộc chiến khốc liệt chống lại các triều đại Ba Tư, Arsaces và Sasanian để giành lấy quyền bá chủ ở phương Tây. Đến thế kỷ thứ 6, Tây Âu bước vào thời kỳ đen tối đầy biến động và hỗn loạn. Ngược lại, một quyền lực mới được thống nhất bởi ý thức mạnh mẽ về bản sắc tôn giáo đang hình thành trên bán đảo Ả Rập. Vào năm 610 sau Công nguyên, Muhammad, một thương nhân bộ tộc Quraysh tại Mecca, đã nhận được mặc khải từ Chúa. Ông tin rằng mình đã được chọn làm sứ giả của Thiên Chúa. Trong một thế giới Ả Rập đa thần, Muhammad đã được chọn để truyền đạo rằng vị Thiên Chúa duy nhất là Thiên Chúa toàn năng của Abraham. Thông điệp của Muhammad đã tạo ra một sức hút mạnh mẽ. Chẳng bao lâu, người Ả Rập đã thống nhất tuân theo các giới luật của đạo Hồi và bản sắc mới của họ được hình thành. Quá trình truyền bá tôn giáo này cũng được thúc đẩy bởi chiến tranh. Muhammad và những môn đồ của ông đã có nhiều chiến thắng trên chiến trường và thuyết phục được nhiều bộ lạc ở miền Nam Ả Rập gia nhập tín ngưỡng mới. Kết quả của những cuộc chinh phạt này chính là con đường tơ lụa, một tuyến đường thương mại quan trọng, giờ đây đã nằm dưới sự kiểm soát của người Hồi giáo. Vào khoảng những năm 700 sau Công nguyên, điều nên xảy ra đã xảy ra. Người Ả Rập thâu tóm và thống nhất những trung tâm kinh tế quan trọng từng thuộc về Byzantine và Ba Tư. Sự sụp đổ hoàn toàn của những cương quốc từng rất hùng mạnh này chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau đó, người Hồi giáo tiếp quản mạng lưới rộng lớn, các thị trấn ốc đảo, bến cảng, đường xá và thành phố nối liền Vương quốc Ả Rập với Trung Quốc. Khu vực này ngày càng trở nên phồn thịnh nhờ sự lưu thông hàng hóa nhộn nhịp. Một thời đại mới rực rỡ của thương mại, nghệ thuật và khoa học kỹ thuật bắt đầu. Hàng hóa xa xỉ như gốm sứ Trung Quốc cùng các văn bản và luận văn học thuật đã đổ về khu vực này. Thế giới Hồi giáo, nơi vốn rất coi trọng giáo dục, đã trở nên giàu có với vốn kiến thức về toán học, địa lý, triết học và khoa học. Trong khi đó, châu Âu lại trở nên trì trệ khi giáo hội Thiên Chúa tìm mọi cách để ngăn cản việc nghiên cứu và phát triển khoa học. Chương 3. Hoạt động buôn bán nô lệ ngày càng phát triển và việc chinh phục Jerusalem báo hiệu cho sự trỗi dậy của châu Âu. Đế chế Hồi giáo đã đạt đến đỉnh cao của sự phát triển và cùng với đó nhu cầu về nô lệ cũng tăng lên. Điều thú vị là người Viking đã đưa một lượng lớn nô lệ từ Đông Âu đến thế giới Hồi giáo. Về bản chất, từ nô lệ có nguồn gốc từ tên gọi ban đầu được đặt cho nhóm người này, người Slav. Ảnh hưởng của việc buôn bán nô lệ là rất sâu rộng. Khoản tiền lớn từ việc buôn bán này chảy vào châu Âu, được dùng để nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ như gia vị và thuốc men.
Những vật phẩm quý giá từ phương Đông đã tạo ra hiệu ứng domino tại châu Âu. Người châu Âu bắt đầu hướng sự chú ý về phía Đông, thể hiện niềm hứng thú mạnh mẽ với việc khám phá và chinh phục những vùng đất liên quan đến Chúa Giê-xu và Thánh địa Jerusalem. Các hiệp sĩ Cơ Đốc giáo đã trang bị vũ khí và tiến hành cuộc thập tự chinh thứ nhất đến Jerusalem. Ngày 15 tháng 7 năm 1099, Jerusalem thất thủ. Một kỷ nguyên mới do Tây Âu thống trị bắt đầu. Người Hồi giáo đã kiểm soát Jerusalem trong 4 thế kỷ, nhưng mọi thứ đã hoàn toàn đảo chiều. Các cuộc thập tự chinh có thể được coi là bàn đạp hoàn hảo để người châu Âu gia tăng quyền lực và sự giàu có. Nó khá giống với các cuộc xung đột tôn giáo hiện nay, nhưng vẫn có khác biệt đôi chút. Jerusalem giờ đây đã nằm trong tay của người Cơ Đốc giáo. Cán cân thương mại một lần nữa lại thay đổi. Không chỉ Jerusalem giúp củng cố lợi ích của châu Âu, giao thương với Constantinople và Alexandria cũng đã góp phần cải thiện điều kiện kinh tế xã hội ở châu Âu vào thế kỷ 12. Đặc biệt các thành phố Genoa, Pisa và Venice của Ý đã trở nên giàu có nhờ tham gia vào mạng lưới thương mại trải dài từ Tây Âu đến Viễn Đông. Chương 4. Trong suốt hai thế kỷ, nhiều khu vực rộng lớn trên thế giới đã bị tàn phá, bắt đầu từ sự xâm lược của người Mông Cổ và sau đó là sự bùng phát của dịch bệnh. Vào cuối thế kỷ 11, người Mông Cổ chỉ là một trong số nhiều bộ tộc sinh sống tại Thảo Nguyên ở phía Bắc Trung Quốc. Họ thường bị coi thường và khinh rẻ. Nhìn bên ngoài, nhiều người tưởng rằng người Mông Cổ chỉ là một đám hỗn tạp, nhưng thực chất họ là những chiến lược gia tài ba, có khả năng tính toán chính xác một cách đáng kinh ngạc. Những phẩm chất này đã giúp họ chinh phục được phần lớn châu Á và châu Âu vào cuối thế kỷ 13, từ đó hình thành nên đế chế tiếp giáp lớn nhất thế giới. Người Mông Cổ đã nắm quyền kiểm soát Thảo Nguyên Mông Cổ từ năm 1206. Sau đó, họ đặt các bộ tộc khác dưới quyền cai trị của mình, thường thông qua đe dọa hoặc bạo lực. Vào năm 1211, họ mở rộng lãnh thổ và tiến quân vào Trung Quốc, thậm chí còn chiếm được kinh đô của nhà Kim. Đến những năm 1230, quân Mông Cổ bắt đầu banh trướng về phía Tây qua Trung Á. Năm 1258, họ phá hủy Baghdad và chỉ một năm sau, họ đã xâm chiếm được Đông Âu. Đến cuối thế kỷ 13, quy mô của đế chế Mông Cổ vô cùng hoành tráng. Nó kéo dài từ vùng Thảo Nguyên đến miền Bắc Ấn Độ và từ Thái Bình Dương đến Biển Đen và Vịnh Ba Tư. Quá trình mở rộng lãnh thổ của người Mông Cổ cũng đã mang lại cho họ quyền kiểm soát con đường tơ lụa và các tuyến đường thương mại quan trọng khác. Văn hóa của người Mông Cổ đã phổ biến trên khắp châu Âu, được thể hiện qua những xu hướng thời trang như mũ Mông Cổ và vải tắc ta màu xanh đậm. Nhưng người Mông Cổ không chỉ mang đến những thay đổi về thời trang, họ còn mang đến những hiểm họa về bệnh tật. Vào thế kỷ 14, cái chết đen, một dịch bệnh do vi khuẩn Yersinia pestis gây ra, đã khiến cả thế giới phải khiếp đảm. Dịch hạch lan tràn khắp các tuyến đường thương mại, bắt đầu từ Thảo Nguyên châu Á, quê hương của người Mông Cổ, và nhanh chóng lây lan đến châu Âu, Iran, Trung Đông, Ai Cập và bán đảo Ả Rập. Số người chết do dịch bệnh này vượt quá khả năng hiểu biết của nhân loại thời đó. Chỉ riêng ở Venice, khoảng 3/4 dân số đã chết trong đợt dịch bùng phát vào năm 1347. Cuối cùng, hơn 1/3 dân số châu Âu đã bị dịch bệnh này cướp đi tính mạng. Biến cố này khiến châu Âu gần như gục ngã, nhưng một nghịch lý đã xảy ra. Bệnh dịch hạch đã tạo điều kiện cho sự phát triển mạnh mẽ hơn của một châu Âu mới. Chương 5. Những cuộc thám hiểm của người châu Âu tới châu Phi, châu Mỹ và châu Á đã kết nối thế giới, nhưng cũng gây ra những đau khổ lầm than. Dù cái chết đen đã giết chết phần lớn dân số thế giới, nhưng thảm kịch ngày tận thế vẫn chưa xảy ra. Châu Âu sau dịch bệnh đã trở nên hoàn toàn khác. Dù dân số giảm mạnh, nhưng điều này lại mang đến quyền lực cho nông dân và làm suy yếu giai cấp tư sản. Tài sản giờ đây được phân phối công bằng hơn và lãi suất cũng giảm xuống. Hai thay đổi này đã kích thích nền kinh tế và tạo điều kiện cho sự phát triển của công nghệ mới, đặc biệt là trong lĩnh vực hải quân và quân sự. Đến thế kỷ 15, các cuộc thám hiểm đã hướng ra ngoài biển cả và vượt Đại Tây Dương. Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là hai nước tiên phong trong nhiều chuyến thám hiểm đại dương. Không lâu sau đó, các cuộc thám hiểm của người châu Âu tới châu Phi, châu Mỹ và châu Á đã khiến thế giới trở nên nhỏ bé. Bồ Đào Nha là những người đầu tiên tiến vào Đại Tây Dương và đi dọc theo bờ biển Tây Phi, khám phá những quần đảo như Canary,
Madeira và Azores. Nổi tiếng nhất là vào năm 1492, Columbus, dưới lá cờ Tây Ban Nha, đã ra khơi tìm kiếm tuyến đường thông thương mới dẫn tới Ấn Độ, nhưng ông lại phát hiện ra châu Mỹ. Sau đó, vào năm 1497, nhà thám hiểm Bồ Đào Nha Vasco da Gama đã làm được điều mà Columbus thất bại. Năm 1519, Ferdinand Magellan đã nhổ neo và thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới đầu tiên. Kết quả của những cuộc thám hiểm này là việc thiết lập các tuyến đường thương mại mới với châu Âu là trung tâm. Châu Âu đã khai thác tài nguyên từ những mỏ vàng, mỏ bạc ở châu Mỹ, nhập khẩu đồ sứ và lụa từ Trung Quốc, và quan trọng nhất là vận chuyển các loại gia vị như hạt tiêu, quế, nhục đậu khấu và trầm hương từ khu vực châu Á. Nhưng trong khi châu Âu đang không ngừng tiến bộ về mặt kinh tế, thì phần còn lại của thế giới lại phải gánh chịu những thống khổ. Ở Trung Mỹ, những đế chế Amazon hùng mạnh sụp đổ, người dân bị tàn sát bởi những kẻ chinh phục Tây Ban Nha. Người bản địa ở châu Mỹ không chỉ chết vì gươm, mà còn vì các bệnh dịch mà người châu Âu mang đến như bệnh đậu mùa hay sởi, và họ không có khả năng kháng cự. Người châu Âu cũng mang đến một tiến bộ văn minh tàn bạo nhất mọi thời đại, buôn bán nô lệ toàn cầu. Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại các đồn điền ở châu Mỹ, người châu Phi được vận chuyển qua Đại Tây Dương và bị bán làm nô lệ. Chương 6. Các tuyến đường thương mại mới đã dẫn đến sự ra đời của các đế chế mới. Nhờ những chuyến thám hiểm trên biển cả của người châu Âu, châu lục này mới trở thành trung tâm của thế giới. Vào năm 1500, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã trở thành những cường quốc mạnh nhất châu Âu. Nhưng thời kỳ thịnh vượng của họ chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Vào thế kỷ 16, Bắc Âu bắt đầu nổi lên. Nước Anh đã không đứng yên nhìn các quốc gia phía Nam mở rộng lãnh thổ. Họ đã cử các đoàn thám hiểm đi về nhiều hướng để thiết lập những con đường thương mại mới. Đến cuối thế kỷ thứ 16, Anh đã thành lập một loạt các công ty. Mỗi công ty được cấp quyền giao dịch độc quyền trong những khu vực họ hoạt động. Công ty Levant, công ty Thổ Nhĩ Kỳ và công ty Đông Ấn đã trở thành những tiền đồn kinh tế quan trọng của Anh. Hà Lan cũng không hề lép vế, họ đã thành lập các công ty tương tự, trong đó nổi tiếng nhất là công ty Đông Ấn và công ty Tây Ấn. Trong quá trình này, Hà Lan đã sáng tạo ra những mô hình tập đoàn hiện đại, cũng như khái niệm về việc huy động vốn và chia sẻ rủi ro giữa những nhà đầu tư. Tuy nhiên, mọi thứ đều có thời hạn của nó. Vào đầu thế kỷ 19, một nước Nga đầy tham vọng đang trỗi dậy, chiến tranh dường như sắp bùng nổ. Nga bắt đầu mở rộng biên giới và tấn công đế chế Ottoman có thủ đô tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay. Đến những năm 1820, Nga đã có những bước tiến đáng kể ở vùng Kavkaz và thành công trong việc đánh bại quân đội Ba Tư. Khi Nga mở rộng sang Trung Á vào cuối thế kỷ 19, mối đe dọa của họ đối với Anh mới trở nên rõ ràng. Biên giới của Nga giờ đây chỉ còn cách thuộc địa Ấn Độ của Anh một quãng đường ngắn. Người Anh đã nảy ra một ý tưởng, họ duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Nga và khuyến khích Nga chuyển sự chú ý sang biên giới phía Tây mà nước này đang chia sẻ với Phổ, tiền thân của nước Đức hiện nay. Kế hoạch này cũng được Cộng hòa Pháp, một quốc gia đang lên, đánh giá cao. Để duy trì cân bằng quyền lực, một liên minh giữa ba cường quốc Nga, Anh và Pháp đã được hình thành. Tuy nhiên, đây không phải là tin tốt cho một nước Đức mới thành lập. Đất nước này cũng có những tham vọng đế quốc riêng, nhưng lại bị cản trở bởi lực lượng đồng minh của kẻ thù. Sự xung đột quân sự giữa những quốc gia này là không thể tránh khỏi. Cuối cùng, Thế chiến thứ nhất đã bùng nổ vào năm 1914. Chương 7. Khi thế kỷ 20 bắt đầu, các quốc gia phương Tây đã tập trung vào việc khai thác dầu mỏ ở Ba Tư. Từ lâu, người ta đã biết rằng Ba Tư sở hữu một lượng lớn dầu mỏ ở dưới lòng đất. Tuy nhiên, trước năm 1900, chẳng mấy ai quan tâm đến kho báu vàng đen này. Mãi cho đến khi William Knox Darcy, một người Anh, đã thuyết phục vua Ba Tư cho phép được tiếp cận nguồn dầu mỏ này. Năm 1901, vua Ba Tư Muzaffar ad-Din Shah Qajar đã ký một thỏa thuận cho phép Knox Darcy được độc quyền khai thác khí đốt tự nhiên và dầu mỏ của Ba Tư trong vòng 60 năm. Đổi lại, nhà vua sẽ nhận được 20.000 bảng Anh tiền mặt và 20.000 bảng khác dưới hình thức cổ phiếu của công ty mới thành lập, cùng với 16% lợi nhuận hàng năm của công ty. Thỏa thuận này được gọi là Knox Darcy Concession, tạm dịch nhượng quyền Knox Darcy.
Đây là một canh bạc lớn và vua Ba Tư đã thất bại. Người Anh được hưởng lợi nhiều hơn. Trên thực tế, thỏa thuận nhượng quyền đã trở thành một trong những văn kiện quan trọng nhất của thế kỷ 20. Quyết định của nhà vua đã gieo mầm cho sự sụp đổ của chế độ quân chủ Ba Tư gần 80 năm sau. Khi nhu cầu dầu mỏ tăng lên do việc sử dụng dầu làm nhiên liệu cho các con tàu biển, công ty của Dorsey đã trở thành doanh nghiệp có giá trị hàng tỷ đô la. Năm 1914, chính phủ Anh mua lại 51% cổ phần của công ty. Trong vài thập kỷ sau, nó đã trở thành công ty dầu khí Anh BP. Người Ba Tư hầu như chẳng thu được lợi ích gì, trong khi người Anh trở nên giàu có nhờ việc khai thác tài nguyên thiên nhiên của Ba Tư, thì người Ba Tư lại gần như trắng tay. Tinh thần chống Anh dâng cao và cần phải có biện pháp nào đó để ngăn chặn người Anh. Vì vậy, vào những năm 1920, công ty dầu mỏ Standard Oil của Mỹ đã được cấp một đặc quyền kéo dài 50 năm ở miền Bắc Ba Tư, nơi mà nhượng quyền Knox Dorsey không được áp dụng. Ba Tư hy vọng rằng những khoản đầu tư của Mỹ sẽ thách thức sự thống trị của Anh trong khu vực. Nhưng kế hoạch này đã không thành công. Như một đại diện của chính quyền Ba Tư từng nhận xét, người Mỹ đã thể hiện rằng họ thậm chí còn tham lam hơn cả người Anh. Đối với một khu vực từng là trung tâm thương mại trên con đường tơ lụa trong nhiều thiên niên kỷ, sự sắp đặt của người da trắng là một điều xúc phạm. Các đường ống dẫn dầu đã bơm của cải sang phương Tây và người Ba Tư hầu như chẳng nhận được gì. Nhà vua đã bán đứng họ. Chương 8. Hitler đã tìm cách xâm lược những vùng đất màu mỡ ở miền nam nước Nga và năng suất ngũ cốc thấp có thể đã góp phần gây ra nạn diệt chủng Holocaust. Tháng 8 năm 1939, Đức Quốc xã và Liên Xô đã ký một hiệp ước không xâm lược. Tuy nhiên, hiệp ước này được xây dựng dựa trên một bí mật. Hitler và Stalin đã ngầm thống nhất rằng Ba Lan sẽ bị chia cắt. Do đó, vào ngày 1 tháng 9 năm 1939, Đức Quốc xã tiến hành xâm lược nước láng giềng Ba Lan và Liên Xô không có bất cứ một phản ứng gì. Thế nhưng, Hitler còn có một mục tiêu khác. Ông ta muốn tiếp cận con đường tơ lụa ở Đông Nam châu Âu để sở hữu nguồn tài nguyên quan trọng bao gồm lúa mì và dầu mỏ, từ đó giúp Đức Quốc xã tiến hành một cuộc chiến tranh toàn cầu. Stalin hoàn toàn không hề biết về kế hoạch này, dẫn tới việc ông đã đánh giá không đúng tình hình lúc đó. Tất nhiên, hiệp ước giữa những kẻ thù truyền kiếp như Hitler và Stalin chắc chắn không thể kéo dài. Cả hai đều hiểu điều này, nhưng Stalin đã bị lừa khi Đức tấn công sớm hơn dự định. Sáng ngày 22 tháng 6 năm 1941, Hitler đã tấn công Liên Xô. Có vẻ như đây là một quyết định điên rồ. Đức đang tấn công và chiếm đóng Pháp ở phía Tây, vậy nên việc mở một mặt trận thứ hai ở phía Đông là một hành động quá mạo hiểm. Mục tiêu của Hitler rất rõ ràng, ông ta muốn chiếm đóng các đồng bằng màu mỡ ở miền nam nước Nga và Ukraine để nuôi quân Đức. Sự thiếu hụt ngũ cốc sẽ dẫn tới nạn đói cho người dân Xô Viết. Ban đầu, dường như không gì có thể ngăn chặn được bước tiến của quân Đức, nhưng mùa đông lạnh giá ở Nga cùng với tình hình tiếp tế khó khăn đã khiến cho quân Đức phải dừng chân. Mọi chuyện càng trở nên tệ hơn khi sản lượng ngũ cốc tại Nga và Ukraine không đạt được như kỳ vọng. Đức Quốc xã đã dùng việc thiếu hụt này như một cái cớ để tiếp tục chương trình diệt chủng người Do Thái. Adolf Eichmann, người thiết kế giải pháp cuối cùng, đã tuyên bố rằng người Do Thái sẽ không thể nào đủ ăn được nữa. Đức Quốc xã sau đó đã tập trung người Do Thái vào các trại tập trung để sát hại hàng loạt. Tác giả khẳng định rằng sản lượng ngũ cốc không đáp ứng được như mong đợi đã đóng vai trò trong việc thúc đẩy nạn diệt chủng Holocaust. Chương 9. Sau Thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ cố gắng tăng cường ảnh hưởng tại Tây Á. Năm 1945, Thế chiến thứ hai kết thúc, cán cân quyền lực đã được thiết lập lại. Hai siêu cường lúc bấy giờ, Liên Xô và Hoa Kỳ, đang đối đầu nhau để tranh giành ảnh hưởng. Không lâu sau đó, họ đã chuyển sự quan tâm đến nơi mà lịch sử con đường tơ lụa bắt đầu, Iran, quốc gia trước đây được biết đến với tên gọi là Ba Tư. Những năm 1950 là thời gian đánh dấu sự bắt đầu nắm quyền kiểm soát của Mỹ tại Iran. Vào năm 1950, lời kêu gọi quốc hữu hóa toàn bộ ngành dầu mỏ Iran vì lợi ích của người dân Iran được ủng hộ mạnh mẽ. Năm 1951, Thủ tướng Mossadegh được bầu và bắt đầu tiến trình này. Đây là một hành động mà Hoa Kỳ biết rằng sẽ làm giảm ảnh hưởng của họ cũng như khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên chiến lược. Vậy nên, Hoa Kỳ đã nhanh chóng hành động.
Năm 1953, CIA đã tiến hành một cuộc đảo chính lật đổ chính quyền Mossadegh. Hoa Kỳ đã sắp xếp cho hàng loạt các công ty dầu mỏ của mình giành quyền kiểm soát các mỏ dầu của Iran, mục đích là ngăn chặn Liên Xô gây tác động tới những khu vực quan trọng có ảnh hưởng lớn và nhiều dầu mỏ. Mục tiêu Hoa Kỳ đặt ra là thiết lập một vành đai quốc gia từ Địa Trung Hải đến dãy Himalaya. Trong đó, mỗi quốc gia đều có một chính phủ thân Mỹ và sẵn sàng hỗ trợ Mỹ về mặt kinh tế lẫn quân sự. Tuy nhiên, người Mỹ không thành công và đã phải trả giá đắt cho tham vọng của mình. Vua Ba Tư bị lật đổ trong cách mạng Iran năm 1979. Tinh thần chống Mỹ ngày càng quyết liệt và tình hình căng thẳng nhanh chóng leo thang. Các sinh viên Iran đã xông vào Đại sứ quán Mỹ ở Tehran và bắt giữ khoảng 60 nhân viên ngoại giao làm con tin. Một năm sau họ mới được thả. Lúc này, ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực đã không còn được như trước. Hoa Kỳ cũng mắc phải một sai lầm khác. Cuối những năm 1970, họ đã hỗ trợ đáng kể cho những người theo chủ nghĩa chính thống Hồi giáo đấu tranh chống lại Liên Xô tại khu vực Afghanistan, thậm chí còn cung cấp vũ khí cho những phe phái này. Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của Liên Xô, những người này đã quay lưng lại với Mỹ. Hậu quả cuối cùng là vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Họ đã tấn công người Mỹ ngay trên chính lãnh thổ của người Mỹ. Chương 10. Sự trỗi dậy của khu vực đã tạo nên những con đường tơ lụa. Khu vực từng là nền tảng của những con đường tơ lụa đang trải qua giai đoạn hỗn loạn, nhưng cũng đang dần khẳng định lại vị thế mạnh mẽ của mình. Những khó khăn mà Hoa Kỳ và các cường quốc châu Âu gặp phải đã làm nổi bật tầm quan trọng của Đông Âu, Trung Đông, Tây Á và Trung Á. Các khu vực này là nơi mà con đường tơ lụa đã phát triển từ hàng nghìn năm trước và vẫn còn rất nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Nhưng bức tranh về tương lai đó vẫn đang là một đề tài gây nhiều tranh cãi. Hãy xem xét ví dụ về Ukraine. Do sự khác biệt trong quan điểm lãnh đạo, Ukraine đang rơi vào tình trạng bị chia rẽ Đông Tây, hay như Syria, nơi mà những cuộc nội chiến khốc liệt đã tạo ra sự đối đầu giữa phe bảo thủ và phe tự do, vì những người đấu tranh vì tự do và các lực lượng chính phủ. Và không thể không nhắc đến Caucasus, nơi luôn chìm trong tình trạng bất ổn chính trị, tương tự như với trường hợp của Chechnya và Georgia. Tuy nhiên, những khó khăn này có thể được xem là những thách thức tất yếu khi một khu vực đang dần hồi sinh, bởi vì trọng tâm của thế giới đang quay trở lại những vùng đất mà nó đã từng tồn tại từ hàng nghìn năm trước. Một trong những lý do quan trọng cho sự thay đổi này là các khu vực kể trên sở hữu trữ lượng tài nguyên thiên nhiên khổng lồ như dầu thô dưới biển Caspian, than ở vùng Donbass của Ukraine, khí đốt tự nhiên ở Turkmenistan và khoáng sản hiếm ở Kazakhstan. Các thành phố ở những vùng này đang thực sự phát triển mạnh mẽ, những tòa nhà cao tầng mới mọc lên như nấm, các khu du lịch và khách sạn sang trọng được đầu tư, những sân bay mới được xây dựng. Các tuyến đường giao thông mới cũng đang được thiết lập, thúc đẩy giao thương nhộn nhịp. Ví dụ như mạng lưới phân phối phía Bắc, một chuỗi các tuyến đường trung chuyển qua Nga, Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan. Thậm chí còn có những tuyến đường sắt xuyên lục địa nối Trung Quốc với các trung tâm phân phối ở Đức. Thậm chí, các đường ống dẫn dầu còn kéo dài từ Trung Đông tới châu Âu. Không chỉ phát triển về mặt kinh tế, các trung tâm nghệ thuật và học thuật xuất sắc đang mọc lên trên khắp vịnh Ba Tư, như bảo tàng Guggenheim ở Abu Dhabi, bảo tàng nghệ thuật hiện đại Baku ở Azerbaijan và cả những trường đại học do các trường trong nhóm Ivy Leagues của Mỹ như Đại học Yale và Đại học Columbia điều hành. Trong khi nhiều người phương Tây vẫn còn đang phân vân về sự khác biệt của khu vực này và coi đó là một nơi áp bức và đầy bạo lực, thì chính khu vực này lại đang trở thành điểm hội tụ của thương mại và ý tưởng. Có thể khẳng định rằng Trung Quốc sẽ ngày càng tăng cường ảnh hưởng của mình tới khu vực con đường tơ lụa và điều này sẽ làm giảm tầm ảnh hưởng của các nước phương Tây. Trung Quốc đã tài trợ cho nhiều dự án cơ sở hạ tầng trong khu vực và với những khoản đầu tư của mình, nước này đang tạo ra một mạng lưới các tuyến đường thương mại, thậm chí còn mở rộng ra ngoài những con đường tơ lụa, vùng đất của những con đường tơ lụa. Tổng kết, thông điệp chính của quyển sách này. Những con đường tơ lụa đã xuất hiện từ lúc các tuyến đường buôn bán ở Ba Tư và Trung Quốc được kết nối và phát triển. Sự xuất hiện của con đường tơ lụa đã gắn kết Đông và Tây. Mặc dù vị trí và phạm vi chính xác của những con đường tơ lụa thay đổi theo thời gian, nhưng nguyên tắc cơ bản vẫn được giữ vững. Đó là những con đường vận chuyển hàng hóa và ý tưởng. Do đó,
nhu cầu kiểm soát con đường tơ lụa đã định hình nên lịch sử và thế giới hiện nay. Cảm ơn bạn đã lắng nghe nội dung tinh gọn của quyển sách Những con đường tơ lụa của tác giả Peter Frankopan. Nội dung này do NNT Studio sản xuất. Để ủng hộ tác giả và tìm hiểu chi tiết hơn về quyển sách, bạn có thể mua sách giấy về đọc bằng cách nhấp vào nút mua sách giấy bên trong màn hình. Chúc bạn có được những giây phút đọc sách thật thoải mái.